Tiếp nữa là bản tin đến từ Florida cho biết là một người phụ nữ bị bắt vì tìm cách hôn nhiều người ở quán rượu. Một phụ nữ ở tiểu bang Florida đã bị bắt giữ vào đầu tuần này sau khi bà này đã cố tình tìm cách hôn nhiều khách hàng trong một quán rượu ở Brevard County, sau đó gọi 911 báo tin rằng quán rượu này vi phạm quy định giữ khoảng cách xã hội. Cảnh sát đã bắt giữ cô Audra Adam, 32 tuổi, vì tội phá rối trật tự sau khi được gọi đến quán Monkey Bar and Grill vào tối ngày thứ ba. Khi đến hiện trường thì cảnh sát đã nhìn thấy bà Adam đang lang thang trong bãi đậu xe và không chịu rời đi. Chủ quán rượu nói với cảnh sát rằng trước đó thì cô Adam đã tìm cách hôn nhiều người trong quán rượu, dù rằng họ không quen biết cô và cũng không chịu ra ngoài khi được yêu cầu. Sau khi bị chủ quán rượu đuổi nhiều lần, cô Adam đã ra ngoài và đi lòng vòng trong bãi đậu xe, không chịu ra về. Khi đến hiện trường thì cảnh sát đề nghị gọi xe chở cô về hoặc là gọi người nhà đến đón. Nhưng cô lại ngồi bệt xuống đất và nói rằng cô sẽ không đi. Trong thời gian này, cô còn gọi cho 911 5 lần, bao gồm 2 lần gọi sau khi cảnh sát đã đến nơi. Khi cảnh sát hỏi vì sao lại gọi 911 thì cô nói quán rượu này không tuân thủ quy định giữ khoảng cách xã hội. Sau cùng thì cảnh sát đành phải bắt giữ cô vì cô tuyên bố là sẽ ngồi tại bãi đậu xe suốt đêm. Hiện nay thì người phụ nữ này được đưa về nhà tạm giam của sở cảnh sát ở quận Brevard, chờ người nhà đến nhận. Cô Adam đã bị truy tố tội xâm nhập trái phép, phá rối, kháng cự cảnh sát do tìm cách bỏ chạy sau khi bị còng tay và lợi dụng hệ thống 911. Kể từ ngày 4 tới tháng 5, các quán rượu và nhà hàng ở Florida đã được phép tái mở cửa với điều kiện giới hạn số lượng khách hàng chỉ còn 25% vì sức chứa thông thường, chỗ ngồi giữa các nhóm khách phải cách nhau là 6 feet.